Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu, từ tám giờ sáng đến giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm, hai mươi hai tháng hai, hai nghìn hai mươi bốn. Anh Long chắc là kẹt đã, đã, xe cộ gì đó, thành ra chưa có vô. Chắc một hồi mới vô mong quý vị thông cảm. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình với quan hệ Mỹ Trung. À, thưa quý vị, không biết như thế nào lúc thì căng thẳng lúc thì mềm dẻo à, nhưng mà thưa quý vị Bắc Kinh đã vừa khó chịu thêm một cái chuyện đó là một phái đoàn quốc hội vừa mới thăm Đài Loan à, phái đoàn này do dân biểu Mike Gallagher của Đảng Cộng Hòa tiểu bang một con một người được coi là chống Trung Quốc mạnh mẽ ông này là đang là chủ tịch cái ủy ban chống Trung Quốc ủy ban này vừa mới được thành lập sau khi Đảng Cộng Hòa thắng cử tại Hạ viện năm 2022 Ông dẫn đầu phái đoàn có 5 dân biểu đi sang thăm Đài Loan Và trên màn hình quý vị thấy ông đã gặp bà Tổng thống Thái Anh Văn Ông này năm nay mới có 39 tuổi à Ông này là cái người mà vừa rồi à, à, bỏ phiếu à, Coi như là không có xuất phế công ông Mà Du Cát, Bộ trưởng Nội An Cái đợt phiếu đầu đó Và ông này sau đó cũng tuyên bố là kỳ này ông không ra tái tranh cử nữa 39 tuổi, ông này được coi là một nhân vật đang lên của Đảng Cộng Hòa Nhưng không biết tại sao giờ ông không ra tái tranh cử nữa Và ông dẫn đầu cái phái đoàn này và ở tại Đài Loan thì ông cho biết cho dù cái cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 này như thế nào chắc nữa, Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Và cái sự ủng hộ này là rock solid, có nghĩa là vững như bàn thạch, không thay đổi. Ở đó là theo cái lời ông nói như thế. Và thưa quý vị, cái chuyên chiến tham này đương nhiên là nó được sắp xếp trước, nhưng mà nó xảy ra vào cái lúc mà Đài Loan và Trung Quốc đang có căng thẳng mới tuần trước. Chắc quý vị nhớ là à, cảnh sát biển của Đài Loan, đã dí một cái tàu ngư dân trung quốc à, tàu để lật và sau đó làm cho hai người thiệt mạng sau đó vài ngày thì cảnh sát biển trung quốc trả đũa bằng cách là leo lên một cái tàu của đài loan à, khám xét này kia các thứ sau rồi cho đi và bên đài loan không phản ứng gì cả nhưng mà cái đó nó cho thấy là một sự căng thẳng à, giữa hai bên và bây giờ thì à, có cái phái đoàn này à, của dân biểu mà mike lager đến à, thăm đài loan thì tại đây ông cũng cho biết là ngày hôm nay bây giờ đó tự do là đang bị tấn công và tấn công từ một cái chế độ chuyên chế chuyên quyền độc đảng và chúng ta cần phải thức tỉnh và để ý cái chuyện này hơn bao giờ hết nếu chúng ta muốn duy trì cái sự tự do này mà chúng ta chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác đó là ông mike lager nói khi mà ông khen ngợi bà tổng thống thái anh văn về cái uh, sự lãnh đạo của bà bà thái anh văn theo dự trù thì tháng 5 này bà sẽ rời à, chính trường à, rời cái chức tổng thống chuyển giao cho ông william Tai cái người vừa thắng cử trong cuộc bầu cử của tháng riêng vừa qua và bà thái anh văn cũng nói lại với ông mike là chuyến viếng thăm này biểu, biểu tượng cho cái sự ủng hộ mạnh mẽ của hoa kỳ đối với nền dân chủ của đài loan qua các cái hành động rất là uh, coi như là uh, vững chắc và nó nhấn mạnh cái sự uh, thân thiện ở uh, giữa hai đối tác Đài Loan và Mỹ họ không gọi là đồng minh gọi là đối tác thôi. thì uh, thưa quý vị theo dự trù thì ông Mike Gallagher và bốn vị nhân biểu khác sẽ ở Đài Loan trong 3 ngày và đây là cái chuyến đi mà người ta gọi là một phần của cái chuyến thăm ở vùng uh, Thái Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì uh, nhóm này theo dự trù sẽ gặp uh, các lãnh đạo cao cấp của Đài Loan Ờ, bao gồm luôn cả ông William Tai là tổng thống uh, Tân cử vừa đắc cử trong cuộc bầu cử tháng riêng vừa qua mình cho nói rồi một số đại diện của xã hội dân sự để mà thảo luận cái uh, quan hệ với Mỹ cũng như các vấn đề an ninh trong khu vực cũng như là vấn đề thương mại trong khu vực đó là theo cái uh, Viện gọi uh, là well, American Institute in Taiwan thực ra nó là một cái trên thực tế nó là cái tòa đại sứ của Mỹ đó nhưng mà họ không gọi là tòa đại sứ của Mỹ với Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức không có công nhận Đài Loan là một quốc gia đó thì uh, cái Đài Loan này thì quý vị biết là luôn luôn nó nằm trong cái uh, cái 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 nó là cái gai trong cái ảnh hưởng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và các nhà lập pháp luôn luôn dùng cái lá bài này để mà gây áp lực với Trung Quốc và bên phía hành pháp không làm gì được cả. Chắc quý còn nhớ vào tháng 8 năm 2022 khi mà bà Nancy Pelosi lúc đó là chủ tịch hạ viện đã đến thăm cái uh, cái 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 uh, đảo quốc này, hòn đảo này và gây ra cái tranh cãi dữ dội và làm cho quan hệ Mỹ Trung xuống mức rất là thấp, mặc dù lúc đó thấp rồi. Thì sáng ngày hôm nay phản ứng với cái chuyện này thì bà Mao Ninh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng là trung quốc yêu cầu mỹ phải thừa nhận cái sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề đài loan và phải chấp nhận cái chính sách một trung quốc đó là nguyên tắc và bà nói trung quốc luôn luôn mạnh mẽ phản đối bất kỳ một cái sự trao đổi nào giữa hoa kỳ và giới chức đài loan và mạnh mẽ phản đối cái sự can thiệp của mỹ vào đài loan trong vấn đề đài loan và coi đây là một sự can thiệp vào nội bộ của trung quốc à. Thì cái chuyến đi này ngoài cái chuyện căng thẳng giữa Đài Loan Trung Quốc đó nó còn diễn ra vào cái thời điểm mà bên phía Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, ở Israel và Đài Loan cũng như một số quốc gia trong khu vực và hiện nay đang bị kẹt ở tại Hạ viện. Và đây là cái chuyến thăm thứ nhì của phái đoàn các vị dân cử của Mỹ đến Đài Loan kể từ sau cái cuộc bầu cử tại Đài Loan hồi tháng riêng mà trong đó ông William Tai thắng cử à, ngày hôm qua tôi cũng có đi dự một cái buổi gọi là gặp gỡ cộng đồng của dân biểu Yang Kim của Đảng Cộng Hòa tiểu bang California đại diện địa hạt 40 thì bà cũng nói lên cái quan điểm cũng là ná như vậy bà kể về cái chuyến đi của bà hồi tháng, cuối tháng riêng đến Singapore Việt Nam và Malaysia thì bà cũng nói rằng là uh, Mỹ đang phối hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thành ra là cái chuyến đi của bà là đến ba cái nước ở Đông Nam Á, còn chuyến đi này của Gallagher là đến Đài Loan thì ngoài cái chuyện đến Đài Loan ra như tôi nói đó là trong quan hệ Mỹ Trung nó có cái quan hệ trong khu vực nữa, tức là Mỹ vẫn tiếp tục xoay trục về Đông Nam Á và châu Á để cản trở cái sự bành trướng của Trung Quốc. Ờ à, bà Giang kim ngày hôm qua tôi gặp thì không đề cập đến cái chuyện là ai thắng cử tổng thống nhưng mà trong cái chuyện đến Việt Nam thì bà có nói là bà bà quan tâm cái chuyện là ông Biden khi đến Việt Nam tháng 9 năm ngoái mà nâng cấp quan hệ đến đối tác chiến lược toàn diện bởi bà nói là ông Biden không có cột Việt Nam vào cái chuyện mà nhân quyền và bà quan tâm cái chuyện đó bà bà, bà đến Việt Nam cùng với bốn vị nhân biểu khác luôn phái đoàn cũng năm người bà nói là bà đến nó để coi, coi. Việt Nam có sống, có thực hành giống như những gì mà Mỹ mong đợi hay không. đó Nhưng mà bà cũng nhắc là bà cũng muốn Việt Nam trở thành một đối tác quan trọng với lại Mỹ trong cái chiến dịch, trong cái chính sách mà xoay trục của Mỹ về Đông Nam Á, đặc biệt là vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thì quý vị thấy đó, thường thường đó là bên phía hành pháp thì họ tế nhị hơn. Nhưng mà thường thường với lập pháp thì chúng tôi là đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi không sợ gì cả và chúng tôi đến nếu chúng tôi phản ứng cái gì chúng tôi nói ngay thì đó là những cái chuyến đi của các phái đoàn của uh, quốc hội chúng ta sẽ thấy còn dài dài trong thời gian tới uh, xin chào anh Long với anh có thêm thông tin về chuyện này không? Xin chào anh Dũng xin kính chào quý khán giả trong cái chuyện này thì uh, chúng tôi cũng theo dõi trong những ngày hôm nay Chứ cái điều mà chúng ta cũng để ý là đúng như anh Dũng nói rằng là các nhà lập pháp uh, họ có thể họ đến họ nói nhiều điều nhưng mà thật sự nó cũng uh, ảnh hưởng như thế nào đến chính sách quốc gia thì chúng ta thấy thường là không có sự thay đổi ờ à, đó là cái chuyện mà chúng tôi chú, chú ý thì nhân cái chuyện mà một phái đoàn của à, lập pháp hoa kỳ đến đài loan thì bên trung quốc với bên hoa kỳ lại đạt một cái thỏa thuận khác thỏa thuận này lại liên quan đến cái chuyện mà chúng ta phải dùng chữ là gì ta à, bảo tồn xúc vật hay sao à không phải đây người ta gọi là ngoại giao ngoại giao gấu trúc thì thưa quý vị hai phái đoàn của bên phía Mỹ và Hoa Kỳ đạt được một cái thỏa thuận là Trung Quốc sẽ gửi thêm gấu trúc sang qua Hoa Kỳ thì cái chuyện này là một cái lời hứa của ông Tập Cận Bình vào hồi tháng 11 năm ngoái khi ông Tập Cận Bình gặp ông Joe Biden ở tại San Francisco khi cả hai nhà lãnh đạo dự hội nghị của khối không phải không hai 20 APEC APEC Apec. thì Ông cập cận mình có hứa là ok chúng tôi sẽ gửi gấu trúc tiếp tục sang qua Hoa Kỳ. Thì bây giờ hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận đó. Còn cái thời điểm nào mà sẽ gửi những cái con gấu trúc này qua bên Mỹ thì chúng tôi cũng chưa rõ không biết anh có rõ cái thời điểm mà họ sẽ gửi gấu trúc qua hay chưa? Không cái 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 ngôn ngữ chính thức của họ là trở lại chính sách gửi gấu trúc trước đây họ vẫn ừ. gửi gấu trúc nhưng mà ừ. thời gian họ ngưng là bởi vì quan hệ hai bên nó nó, nó, nó phức tạp. Thế thì bây giờ sau khi ông Tập Cận Bình nói chuyện với lại ông Biden á, thì họ thỏa thuận là bây giờ bắt đầu là Mỹ sẽ gửi sang. Vì cái này quý vị thấy rõ là Trung Quốc là bên sẽ hành gửi pháp. sang chứ, Trung Quốc gửi sang. Ờ à, xin lỗi là Trung Quốc gửi sang cái này là bên hành pháp, quý vị thấy không? Bên lập pháp nó khác, à, bên hành pháp và chúng tôi tiếp tục chúng tôi hợp tác. Và như vậy những con gấu này sẽ được gửi đến sở thú San Diego, cách chỗ ông tôi ở đây độ chừng khoảng cỡ 2 tiếng lái xe. Đây là một trong những sở thú lớn nhất trên thế giới. Rồi ngoài Mỹ ra thì họ cũng gửi đến sở thú Madrid của Tây Ban Nha những con gấu trúc này và trong chương trình này thì cũng sẽ gửi những con gấu trúc khác đến sở thú uh, quốc gia của Mỹ ở tại Washington, Washington và cái sở thú ở tại bên Áo đó là theo cái uh, uh, cơ quan gọi là bảo vệ uh, và duy trì động vật hoang dã của Trung Quốc cho biết như vậy. thì uh, cái bước đầu tiên đó là họ sẽ chọn những con gấu này, xong họ theo dõi xem sức khỏe nó như thế nào. À, uh, môi trường sống của nó sẽ được thử nghiệm ở tại bên trung quốc bởi vì bên trung quốc nó khác bên qua san diego nó khác cái thời tiết cái khí hậu v v họ sẽ làm những cái chuyện đó cho đến khi mà hoàn tất thì họ sẽ đưa qua bởi vì đây là cái con gấu trúc những gấu trúc này là con tiêu biểu của trung quốc và nó là cái loại đặc biệt mà bên mỹ và tất cả nước khác gần như là không có nó ăn nó ăn, ăn chúc như thế nhưng màn hình nó ăn trúc không à thuộc loại là quý hiếm đó thì đây là cái nỗ lực ngoại giao của hai bên mà và hành pháp đó. còn bên lập pháp thì chúng tôi không gửi chúng tôi chỉ gửi tiền với lại vũ khí qua đài loan thôi đó. thì uh, cho đến nay đó thưa quý vị trong các cái sở thú lớn ở mỹ thì hiện tại chỉ có sở thú ở Atlanta tiểu bang georgia là tờ sở thú duy nhất còn lại là vẫn còn có mấy con gấu trúc đó. nhưng mà cái uh, chương trình này cũng sẽ chấm dứt vào cuối năm nay và tất cả bốn con gấu trúc ở atlanta theo dự trù sẽ được đưa trở về trung quốc đây là à. cho mượn thôi nha À, cho mượn thôi bởi vì uh, mấy cấu trúc này ở một thời gian cái mà họ đem, đem, về trung quốc thì nó lại phù hợp với lại có thể là cái trúc ở trung quốc đây cái trúc đó ăn nó dễ nuốt hơn là trúc ở đây đây biết có trúc hay không hoặc là có khi người ta đem trúc cái trúc từ bên trung quốc sang đó, là loại đặc biệt nó chỉ ăn trúc ở trung quốc thôi tôi, tôi chỉ nhớ uh, uh cây trúc mà bài bố uh, ở tại Hà Nội cách đây không lâu anh Dũng nhớ có tre có tre đó là đó là trúc đấu với tre gấu trúc đấu với là tre khác và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại